Trong trận đấu giữa AS Roma và Palermo năm 2016, đội chủ sân Olympico đã giành chiến thắng ấn tượng 5-0 để leo lên vị trí thứ tư, tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Xuất phát từ một pha lộn xộn trong vòng cấm Palermo phút thứ 27, Maicon căng ngang và loại cả hàng thủ và thủ môn của Palermo. Trước khung thành trống và ở khoảng cách chỉ hơn 2m, Dzeko lại đệm bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Olympico. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Nói đến bóng đá, chúng ta thường nghĩ đến những trận đấu đầy kịch tính, gay cấn và quyết liệt giữa những cầu thủ hai bên. Tuy nhiên cũng không thiếu những khoảnh khắc, những pha bóng hài hước đầy thú vị, những tình huống dở khóc dở cười diễn ra trên sân bởi các cầu thủ. Và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng các bạn thưởng thức một video tổng hợp những pha bóng hài hước nhất của các cầu thủ trên sân cỏ. Một tình huống đối mặt thủ môn với pha dứt điểm gọn gàng, mà thứ đều ổn cho đến khi chủ nhân của bàn thắng này ăn mừng. Phải chăng mặt sân quá gồ ghề khiến anh chàng cầu thủ này không thể ăn mừng một cách trọn vẹn? Một pha tiếp đất bằng mặt khiến người xem chú ý hơn cả bàn thắng anh vừa ghi được. Không biết có thiệt hại gì về người không, nhưng với tôi thì nhìn đã thấy đau rồi đấy. Tình huống mất đà ngã nhào ra sân của trọng tài, nhưng đó không phải là khoảnh khắc đáng chú ý nhất. Hãy để ý anh chàng mặc áo số 26 bên phía đội bóng áo sọc xanh trắng, nhận chiếc bình kẻ vạch chuyên dùng của trọng tài từ người đồng đội, và anh đã làm gì với nó vậy? Vâng, không suy nghĩ nhiều, anh đã kẻ nên vạch xúc phạt ngay tại vị trí của trọng tài vừa bị phạm lỗi. Đã thế còn vẽ nên đường cong ngay sát mông của vị vua áo đen nữa chứ. Chả mấy khi có giây phút như thế này phải làm gì đó đặc biệt chút. Một pha xử lý đầy tai hại của anh chàng cầu thủ này. Không hiểu anh chàng này suy nghĩ điều gì mà khi chuẩn bị thực hiện pha đá phạt rồi mà anh chàng lại khựng lại và sau đó mất đà, chẳng may chạm phải bóng để rồi cầu thủ phía đội bạn nhanh chóng cướp lấy bóng, thực hiện pha phản công nhanh và ghi bàn một cách chớp nhoáng. Một tình huống đầy đáng trách của anh chàng cầu thủ số nhỏ này. Let's free fall.
Một pha bỏ lỡ khó tin của Edin Dzeko khi mà bóng chỉ cách khung thành vài mét thôi, nhưng anh lại đệm bóng được ra ngoài. Anh đã làm một điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Thibaut Courtois là thủ môn hàng đầu thế giới với minh chứng là hàng loạt những pha cứu thua xuất thần trong sự nghiệp của anh. Nhưng đôi lúc lại có những sai lầm khiến anh tự biến mình trở thành thủ môn cực kỳ nghiệp dư. Điển hình trong pha bóng này, một pha đỡ bóng hỏng sau đường chuyền về không mấy khó khăn của đồng đội, để rồi bóng lọt qua chân thủ môn này và đi thẳng vào lưới. Một pha bóng khiến người ta nhắc đến nhiều hơn về Courtois, cho dù đó là trận đấu thắng 4-2 trước Đan Mạch của đội tuyển Mỹ. Ngăn cản Messi đi bóng là điều không bao giờ dễ dàng với mọi hậu vệ trên thế giới. Và trong tình huống này thì đây có lẽ là lựa chọn cuối cùng của cầu thủ bên phía Real Sociedad để làm điều đó. Một pha ngăn cản khiến người ta liên tưởng đến một tình huống trong một trận đấu bóng bầu dục. Một tình huống dốc biên đầy tốc độ của một cầu thủ áo đỏ bỗng nhiên bị một pha soạt bóng đầy quyết liệt ngăn chặn. Tuy nhiên đó không phải là do một cầu thủ bên phía đối thủ thực hiện, mà lại chính là người đồng đội của anh. Một pha bóng không hiểu anh chàng có pha ngăn chặn vừa rồi đang đá cho đội bóng nào. Và tiếp đến một tình huống ngớ ngẩn khác của một thủ môn. Phải chăng anh chàng thủ môn trong tình huống này đã quên mang não khi bước vào trận đấu? Một tình huống không hiểu thủ môn này đang làm cái gì trong khi đội nhà đang kháng cự một pha tấn công của đối thủ. Có vẻ như tâm trí anh đang chú ý đến chai nước trong gôn chứ không phải vào việc bắt bóng. Một pha đi bóng đầy nỗ lực khi vượt qua 1-2 rồi tới 3 cầu thủ bên phía Dortmund của Levin Kuzawa rồi sút bóng sang cánh phải không cho ai cả. Một nỗ lực đáng khen của anh bỗng trở thành công cốc trong giây lát. Không vào, một pha tấu hài cực mạnh đến từ cầu thủ số 40.
Có vẻ việc ghi bàn dễ dàng vào lưới trống không phải công việc ưa thích của cầu thủ này. Một pha bóng có lẽ các nhà làm phim Hollywood nên cần phải tuyển dụng ngay anh chàng này vào những dự án phim mới mang tính giải trí cao. Như vậy chúng ta vừa được thưởng thức lại những tình huống hài hước cười ra nước mắt trên sân bóng. Bóng đá luôn là thế, luôn mang lại cho chúng ta mọi cảm xúc có thể có. Bởi vậy càng tô điểm thêm về sức hấp dẫn của môn thể thao vua này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe là động lực cho chúng tôi ra tiếp những video hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.